Hello anh em nhé, hello mọi người, xin chào tất cả anh em và mọi người đã quay trở lại với channel của mình em nhé. Thì lại là mình Hoàng đây anh em ạ. Thì một ngày mới thì lại bắt đầu tiếp tục gọi là lên kèo để gọi là chơi anh em ơi. Cùng với đấy hôm nay cũng chia sẻ cho anh em cái gọi là cái chiến thuật đánh con VB77 này giúp anh em tự tin kiếm lãi đều đặn ok anh em nhé. Thì anh em sẽ cùng chờ đợi cùng mình ra là ngày hôm nay mình tự tin thì mình sẽ lụm được bao nhiêu mét ở trên cái tựa game VB77 này anh em nhé. Anh em cùng chờ đợi cùng mình anh em ơi. 3 mét tiếng đầu tiên này. Tiếng này vào cái cụm 3 mét rưỡi luôn anh em ạ. Để xem là tiếng này có được lụm lúa không anh em nhé. Nó phải gọi là uy tín. Phát đầu tiên thì có phải lụm lúa 3 mét đã anh em ạ. Còn cái tiếng 3 mét rưỡi này xem là có được lụm tiếp không anh em nhé. Đánh thì nó cứ phải gọi là chất chiêu tự tin thôi đúng không anh em. Phải gọi là tự tin thì mới có lãi được. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục mình chọn một game gọi là khá là uy tín và ok hàng đầu hiện nay để mình chơi, đấy là con VB77 anh em ạ. Thì em sẽ cùng chờ đợi xem là ngày hôm nay sẽ lụng lúa được bao nhiêu mét anh em nhé. Tiếng này vào cái gọi là 3 mét rưỡi này. Xem là tiếng này có được lụng lúa không anh em ơi. 3 mét rưỡi xem là có được bù không anh em nhé. 4 rồi, 5 rồi, quá là uy tín luôn anh em ạ. Tại tiếng đầu tiên gọi là lụng 16 mét, ok ngay. Cô anh em tầm này thì cứ để mà đánh thì cứ gọi là chốt lãi nhẹ nhàng thôi. Tầm này để bản thân mình đánh thì thật sự luôn anh em nhé. Là mình cứ đánh gọi là nhẹ nhàng, thế cho nó nhanh. Tầm này thì thôi, cứ đánh một bên chốt lãi nhẹ nhàng anh em nhé. Có lãi rồi thì tham làm gì nữa anh em. Có lãi rồi thì tham làm gì nữa anh em ạ. Có lãi rồi thì không nên tham anh em ạ. 6 mét là cả một quá trình rồi. Cho nên là cứ đánh gọi là từ từ bình tõm anh em nhé. Tiếng này thì mình lại vào 1m4 này. Anh em cũng chờ đợi xem là tiếng này có lụng không anh em nhé. Xem là tiếng này có được bú không anh em ạ. 1m4 này. Xem là có IA cầu úp không anh em. Còn cầu kèo thì em muốn nói thì nó cứ phải gọi là ok ngay rồi. Đúng anh em ạ. Nó cứ phải gọi là y sở tín thôi này. Tiếng này mình vào cái gọi là 1 củ 4 anh em nhé. Thì em cũng chờ đợi xem tiếng này có được lụng lúa không anh em ạ. Cứ thế thôi đúng anh em. Một ngày tự tin gọi là cứ như vậy thôi là ổn anh em nhé. Thì em cũng chờ đợi phát này của mình xem là mình có được gọi là bú không anh em ạ. Xem là tự tin xem là có lụng không anh em nhé. 1 củ 4 anh em ơi. Vẫn có thể nào mà nó gãy được thì mình cũng đến là ạ nó luôn. Chịu luôn như còn gì nữa anh em. Nhiều khi là đời nó không như mơ anh em. Nhiều khi đời nó không như mơ đâu anh em ơi. Tự tin luôn chứ còn gì nữa anh em. Kết thì phải vào. Kết thì phải vào việc luôn. Kết là phải vào việc luôn anh em ạ. Xem tiếng này có lụm lúa không anh em nhá. Hảo mày ngọ anh em ơi. Tự tin tiếng này mình đánh ra 20 cú của anh em ạ. Anh em cùng chờ đợi xem tiếng này mình có lụm lúa không anh em. Mình khá là tự tin tiếng này rồi anh em ạ. Thật sự là mình quá là tự tin luôn anh em thấy chưa. Mình bảo tiếng này mình quá là tự tin mà anh em. Những cái tiếng kết của mình thì thật sự với anh em là mất thì nó khó lắm anh em ạ. Thật sự mình chia sẻ với anh em một cái điều đấy. Thì khi anh em chơi thì mình biết là anh em ai sẽ cũng sẽ giống như mình thôi. Là vì sao? Là những cái tiếng kết có thể đánh căng để mà kiếm lãi. Những cái cầu anh em bảo đánh đi đánh lại hàng ngày rồi mà nó xuất hiện lên với anh em thì nhìn anh em chắc chắn 99-100% là bú rồi. Thế đương nhiên là mình phải tự tin để mình bú căng rồi đúng không anh em ạ. Để mình lừa để mình bú căng rồi. Còn chắc chắn là nó sẽ có một vài phần trăm là rủi ro anh em ạ. Nhưng mà một khi đã chơi là mình đã chấp nhận rồi. Là mình sẽ một là thắng hoặc là một là thua. Nhưng mà mình chơi còn những cái phương pháp thì nó sẽ thắng đều đặn hơn. Và chơi còn game uy tín thì nó sẽ gọi là ok hơn anh em ạ. Tiếng này là cái gọi là 5 loét anh em ạ.
tiếng Anh hoặc cái gọi là 55 loét, thì anh em cùng chờ đợi xem là tiếng này mình cũng hút không ấy em ạ. Còn đánh thì chắc chắn là ngày hôm nay lãi quá là căng rồi, lãi lời thì quá là căng và quá là uy tín rồi anh em ạ. Tại vì sao anh em, anh em nhìn cái tiếng đấy thôi là anh em biết rồi đúng không? Anh em nhìn cái tiếng mình đánh thôi là anh em biết rồi, nó quá là uy tín cái đi anh em ạ. Nó một điều là quá là uy tín cái đi anh em ơi. Cho nên là tầm này mình cứ thả nhẹ, mình đánh tầm thêm khoảng 1-2 phát nữa thì mình cũng nghỉ thôi anh em ơi. Chứ cũng không tham đấy, chứ cũng không tham đấy anh em nhá. Đánh thì gọi là chốt lãi chốt lời là nghỉ thôi. Đơn giản một ngày gọi là kiếm ngày công như vậy là gọi là uy tín luôn anh em nhá. Thì chắc là mình cũng đánh nốt tiếng này là mình chắc cũng nghỉ anh em ạ. Nằm lốp xem là tiếng này có được bù không. Nó cứ phải gọi là uy tín luôn. Tự tin là nó như thế đấy em ạ. Khi em mà anh em mà đánh kiểu tự tin chiến thắng thì nó sẽ luôn luôn đem lại cho anh em một cái kết quả gọi là cực kỳ là cao anh em nhé. Tiếng này có cái 6 lốp này. 5 là có khả năng nặng đánh đánh xỉu nặng là 5 thì gọi là chán ngấy cuộc tình rồi anh em ạ. Thì chắc là ngày hôm nay mình cũng gọi là xin phép tất cả anh em và mọi người là mình chắc cũng gọi là video của mình đến đây thôi anh em ơi. Tại vì mình cũng gọi là húp lãi húp lời khá là ổn áp và ok rồi thì mình cũng nghỉ thôi anh em ạ. Chứ cũng không tham lam nữa làm gì, tại vì biết điểm dừng mình nghỉ thì lúc nào nó cũng sẽ gọi là ok hơn anh em nhá. Bây giờ bye bye anh em, hẹn gặp lại tất cả anh em và mọi người ở các clip tiếp theo anh em nhá. Chào tạm biệt tất cả con vợ, chúc con vợ gọi là thành công, gọi là rực rỡ ở trên con VB77. Chốt lãi chốt lời sao cho nó uy tín và gọi là ok và leng keng nhất anh em nhé. Bye bye anh em và mọi người.